và chia sẻ cho những bạn tuổi Mão. Nhân Mão nào đây? Xin mời các bạn vào xem hết video sẽ rõ. Gia đạo không vui, có người đau bệnh. Nữ thì gia đạo vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Mình mệnh quả mà gặp tháng thủy, cho nên sức khỏe cần phải giữ gìn cẩn trọng. Công việc không có gì thay đổi. Mệnh, ồ, mình hành quả mà gặp tháng hành mộc, cho nên thật tuyệt vời, tài lộc sinh, tiền căn túi. Tôi đang chia sẻ cho tuổi Đinh Mão đấy ạ.